Văn Minh Tập xin kính chào quý vị khán giả. Rất vinh hạnh được gặp lại quý vị khán giả trong thời lượng của bản tin ngày hôm nay. Bản tin cập nhật những tin tức nóng nhất mới nhất về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội, tình hình mưa lũ trên thế giới trong 24 giờ qua. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị, vừa qua bão Talim lần thứ 2 đổ vào Trung Quốc đại lục, khiến hàng trăm ngàn người phải sơ tán khẩn cấp. Do ảnh hưởng của bão, khu vực Gia Thiện, tỉnh Chiết Giang tại nước này phải hứng chịu cơn mưa lớn nhất trong lịch sử. Với lượng mưa điên cuồng hơn 141mm trên giờ, nhiều cây lớn đã bị đổ, hàng rào sắt trên đường và một số xe tải bị lật do sức gió quá mạnh. Thậm chí, cơn bão còn cuốn xác cá voi vào bờ, khiến cho đám đông đổ xô đến xem thiệt hại sau khi bão Talim đổ bộ vào miền Nam Trung Quốc. Theo Tân Hoa Xã cho biết, bão Talim đổ bộ lần thứ 2 vào lúc 5 giờ 45 phút ngày 18 tháng 7 tại thành phố Bắc Hải, tỉnh Quảng Tây và đến thành phố Tân Châu, tỉnh Cam Túc vào lúc 9 giờ sáng cùng ngày. Tốc độ gió tối đa ở các vùng gần tâm bão lên tới 90 km/h và di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ từ 15 đến 20 km/h. Tại Khâm Châu, Phong Thanh Cảng và Sùng Cả thuộc tỉnh Quảng Châu có sức gió giật lên đến 119 km/h, có sức gió giật lên đến gần 119 km/h. Lần đầu tiên bão Talim đổ bộ là vào tỉnh Quảng Đông đêm ngày 17 tháng 7. Với sức gió mạnh nhất, vùng gần tâm bão có thể đạt tới 136,8 km/h. Bão Talim được coi là cơn bão nhiệt đới nghiêm trọng, có sức gió mạnh hơn 150 km/h, rất hiếm khi xảy ra đối với một cơn bão vào đầu mùa mưa. Theo Tân Hoa Xã, gần 230.000 người ở tỉnh Quảng Đông đã được sơ tán đến nơi an toàn trước khi bão đổ bộ. Trong đó có hơn 8.000 công nhân nuôi cá đã được đưa vào bờ. Chính quyền địa phương cũng đã ra lệnh đóng cửa hàng chục điểm du lịch ven biển, yêu cầu người dân ở yên trong nhà, đóng cửa mọi hoạt động kinh doanh và trường học từ chiều ngày 17 tháng 7. Ngoài ra, chính quyền Trung Quốc cũng đưa ra cảnh báo lũ lụt. Cục khí tượng Trung Quốc phát đi cảnh báo đỏ về lũ quét ở một số vùng do bão Talim. Trong số này có khu vực phía Nam Quảng Tây, một trong những nơi nằm trên đường đi của bão. Đây là cảnh báo đỏ đầu tiên trong năm 2023. Trong khi đó, giới chức Quảng Đông, Hải Nam và Quảng Tây gấp rút chuẩn bị đối phó bão. Các nhà chức trách ở Hải Nam đã yêu cầu các tàu ở vùng biển gần đó quay lại cảng và dịch vụ phà giữa Hải Nam và Quảng Đông đã bị đình chỉ. Từ đầu ngày 16 tháng 7, khi cơn bão đổ bộ trực tiếp vào trạm xăng với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 13, một số cư dân mạng cho biết cảm thấy nhà và giường ngủ rung lắc, nhiều cây lớn bị đổ, hàng rào sát trên tường và một số xe tải bị lật do sức gió quá mạnh. Mưa gió dữ dội khiến cho người đi đường không thể đứng vững, mặt đường đầy các mảnh kính vỡ, cành lá gãy, đường bị ngập. Trên các trang mạng xã hội tại Trung Quốc, nhiều cư dân mạng tại Chiết Giang đã đăng hàng loạt các hình ảnh và video cho thấy cảnh tượng ở khu vực mà họ sinh sống. Qua đó có thể thấy rằng trận mưa xối xả nhiều giờ đã khiến cho hàng loạt tuyến đường bị ngập lụt, nước dâng lên tận nóc nhà ô tô và nhiều người đi đường bị mắc kẹt ngoài những không gian công cộng như đường xá, bãi đậu xe. Lượng nước lớn còn biến cả thang máy và cầu thang bộ trở thành những thác nước mini khi liên tục tràn xuống, gây hư hại cho các cơ sở vật chất này. Thậm chí có những khu vực mà nhân dân cũng ngập úng nghiêm trọng. Đáng chú ý, theo đoạn video trực tiếp trên mạng, cơn bão còn cuốn xác cá voi vào bờ, khiến cho đám đông đổ xô đến xem. Trước diễn biến phức tạp của cơn bão, đường sắt cao tốc và các tuyến tàu ngoại ô ở Hải Nam cũng bị tạm dừng. Các tuyến đường kết nối với hòn đảo du lịch này đóng cửa cho đến ngày 21 tháng 7. Sân bay Chu Hải ở Quảng Đông đã hủy 43 chuyến bay đến và đi, 36 chuyến bay vào ngày 17 tháng 7. Các sân bay khác ở Hải Khẩu và Quỳnh Hải cũng hủy tất cả các chuyến bay đến và đi. Các chính quyền tỉnh Phúc Kiến ban bố tình trạng khẩn cấp về mưa bão. Mưa và dông được dự đoán sẽ kéo dài từ cuối tuần ở hầu hết các quận và thành phố. Tại đặc khu Hồng Kông, sàn giao dịch chứng khoán của thành phố đã ngừng hoạt động vì bão. Tất cả các phiên tòa xét xử trong thành phố cũng bị tạm hoãn. Cơ quan quản lý sân bay Hồng Kông cho biết hơn 1.000 khách đã bị ảnh hưởng do chuyến bay bị hủy hoặc bị hoãn lại. Truyền thông nhà nước Trung Quốc cho biết khi bão Talim quét qua tỉnh Quảng Đông, lực lượng phòng cháy chữa cháy đã cứu hộ nhiều người mắc kẹt trong xe do cây ngã đổ, đồng thời cũng dọn dẹp các chướng ngại vật và điều phối giao thông. Thành phố Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến cũng là khu vực bị ảnh hưởng bởi bão. Theo các video được chia sẻ trên mạng xã hội Trung Quốc, nhiều dân tại đây đã cảm thấy vô cùng may mắn khi vẫn an toàn trong lúc xe cộ, vật dụng, đồ nội thất bị cuốn trôi hoặc hư hỏng do lũ quét. Chính quyền địa phương
đã được khuyến cáo chuẩn bị sẵn sàng đối phó với mưa bão và kiểm tra hệ thống thoát nước ở các thành phố, đất canh tác và ao cá. Cơ quan quản lý giao thông vận tải cho biết họ triển khai lực lượng cứu hộ để đối phó với cơn bão. Bộ Giao thông Vận tải Trung Quốc cho biết 57 tàu cứu hộ các loại, 5 trực thăng và 8 đội cứu hộ khẩn cấp đang túc trực sẵn sàng ứng phó với bão. Cơ quan dự báo thời tiết Trung ương nhận định bão Talim có thể suy yếu và tan ở miền Bắc Việt Nam vào ngày 19 tháng 7. Dông lốc làm sập nhà chờ cầu cảng đã khiến cho 1 người tử vong, 3 người bị thương nặng, thưa quý vị. Còn tại Việt Nam, do ảnh hưởng của bão số 1, bão Talim nhiều nơi tại đồng bằng sông Cửu Long có nơi mưa dông, lốc xoáy và chiều cường gây thiệt hại lớn cho người dân. Mưa lớn nhất trên địa bàn xã An Sơn, huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang đã xảy ra cơn lốc xoáy lớn, làm sập nhà chờ tại bến cảng cập tàu cao tốc Mụ ở tổ 5, ấp Củ Chon, khiến cho một du khách tử vong tại chỗ, 3 người khác bị thương, trong đó có một du khách bị thương nặng. Theo thông tin ban đầu, nạn nhân tử vong là bà Đỗ Thị Trà My, sinh ngày 10 tháng 2 năm 1986, thường trú ở ấp Báo Trại, xã Thượng Tân Phú, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, và khách du lịch bị kẹt lại tại xã đảo. Bà Đỗ Thị Ái Ngân, sinh ngày 19 tháng 4 năm 1981, thường trú ở ấp Mới 2, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, là chị gái của Trà My bị thương nặng. Hai người dân bị thương gồm ông Lê Tuấn Vũ, sinh năm 1992, và bà Trương Bé Bảy, sinh năm 1975. Sau khi sự việc xảy ra, Ủy ban Nhân dân xã An Sơn đã điều động lực lượng cấp cứu người bị thương và lo hậu sự cho người đã chết, đồng thời xin hỗ trợ thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang và Ban Chỉ đạo Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn cho tàu Hòa Bình ship vận chuyển cấp cứu đối với trường hợp bị nạn. Ngay trong chiều ngày 18 tháng 7, ông Lâm Minh Thành, trưởng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chủ trì, phối hợp với các ngành đơn vị địa phương có liên quan, khẩn trương tạo điều kiện bố trí phương tiện vận chuyển cấp cứu đối với nạn nhân do bão tại xã An Sơn, huyện Kiên Hải, giao Sở Y tế liên hệ với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn nắm thông tin để kịp thời chủ động chỉ đạo chuẩn bị phương tiện, trang bị thiết bị y tế kịp thời cứu chữa, hỗ trợ tạo điều kiện tốt nhất cho người bị nạn và đưa người bị nạn về quê. Theo Ban Chỉ đạo Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Kiên Giang, từ ngày 16 đến ngày 17 tháng 7, mưa lớn kèm theo dông lốc đã làm sập 10 căn nhà, tốc mái 27 căn. Gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh, gây sóng to, gió lớn đã làm chìm một tàu du lịch trên địa bàn huyện Kiên Hải. Ngoài ra, dông lốc đã làm đổ 35 cây xanh, gãy một trụ điện, ước tổng thiệt hại về vật chất trên 1,2 tỷ đồng tại Cà Mau. Do ảnh hưởng của bão số 1, chiều cường dâng cao kết hợp cùng sóng lớn đã gây nhiều thiệt hại cho người dân vùng ven biển huyện U Minh. Theo đó, vào khoảng 17 giờ ngày 17 tháng 7, tại cửa biển Khánh Hội, xã Khánh Hội, huyện U Minh xuất hiện một đợt chiều cường dâng cao kèm theo sóng lớn đã làm ngập hàng trăm nhà dân ở ấp 1 và ấp 3. Ông Nguyễn Minh Thành, người dân địa phương cho biết đợt chiều cường này lớn nhất từ trước đến nay, cao 0,5 mét so với mặt đất, sóng cao gần 1 mét. Đợt chiều cường chỉ kéo dài khoảng 1 giờ đã làm hàng trăm nhà dân bị ngập, các vật dụng trong nhà, đặc biệt là đồ điện tử bị hư hỏng. Bà Trần Hồng Nì, người dân địa phương cho biết sóng đánh mạnh làm tôi và chồng té luôn, nước ngập sâu làm đồ trong nhà như tủ lạnh, máy giặt hư hết. Đài khí tượng thủy văn dự báo do ảnh hưởng của bão số 1, trong những ngày tới địa bàn tỉnh sẽ xuất hiện mưa dông tại diện rộng cục bộ, có mưa dông cường độ mạnh kèm theo gió giật cấp 6, cấp 7 và sét đánh nguy hiểm. Những nơi có khả năng xảy ra dông sét mạnh là các huyện Phụng Hiệp, Vị Thủy, Long Mỹ và thành phố Vị Thanh. Bão số 1 Talim đã tiếp tục giảm cường độ 3, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, nhưng nguy hiểm xuất hiện dông lốc kèm theo gió giật mạnh trong vùng ảnh hưởng hoàn lưu bão cả trước và trong khi bão đổ bộ là rất cao. Vì vậy, người dân vẫn cần đề phòng mưa lớn và chủ động theo dõi tình hình thời tiết thường xuyên để triển khai các biện pháp ứng phó kịp thời. Thưa quý vị, mưa lớn gây ra thảm họa ở nhiều nơi ở miền Nam Trung Quốc, đường phố ngập nặng, ô tô ngập nước, việc đi lại của Trung Quốc, của người dân Trung Quốc bị cản trở. Mưa lớn ở Hàng Châu, thang máy thành thác nước, xe cộ ngập nước. Vào tối ngày 19 tháng 7, Hàng Châu, tỉnh Tiết Giang hứng chịu một trận mưa bão lớn kèm theo gió mạnh cục bộ từ 6 đến cấp 8 và gió sẽ mạnh. Đài quan sát khí tượng Hàng Châu đã cho ra cảnh báo mưa bão màu đỏ. Đoạn video cho thấy nhiều đoạn đường và khu đô thị hành chính Hàng Châu bị ngập nặng, xe cộ ngập trong nước, thang máy và thang bộ và các tòa nhà dân cư trong cộng đồng biến thành thác nước. Mưa xối xả ở Vô Tích, Giang Tô, nước ngập thành phố. Một số người dùng ván lướt để đi làm vào ngày 20 tháng 7.
ở Vũ Tích, Giang Tô bất ngờ có mưa lớn, đường phố bị ngập nặng, xe cộ trên một số tuyến đường bị ngập nước. Vào buổi sáng, đài quan sát khí tượng Vũ Tích đã đưa ra cảnh báo mưa bão màu đỏ. Mưa lớn khiến mực nước Thái Hồ dâng cao, cá giạt vào đường phố Vũ Tích. Một chiếc ô tô đang lái xe trong vùng nước tụ động và người ghi hình lái xe đã ghi lại được cảnh cá nhảy trong nước. Vì việc đi lại bị chặn, một số cậu bé mua hàng đã bơi trong nước tụ động. Cũng có những công dân trực tiếp bước lên ván lướt sóng để đi làm việc. Nam Kinh mưa to bất ngờ, hai người đàn ông trú mưa bị cuốn trôi. Chiều ngày 19 tháng 7, thành phố Nam Kinh, tỉnh Giang Tô bất ngờ đổ mưa lớn. Ba người đàn ông đến một cái cống cầu Sinhan, quận Yuhatai để trốn mưa, vô tình trượt chân xuống mương và bị lũ cuốn trôi. Một người leo lên bờ, còn hai người còn lại bị mất tích. Bản tin hôm nay của chúng tôi đến đây là kết thúc. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo. Bản tin của chúng tôi hôm nay đến đây là kết thúc. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.